cho con hỏi là con nấu trong bao lâu thì được cái nồi này cô? Mấy tiếng? Gần 3 tiếng. Gần 3 tiếng đồng hồ. Nấu bằng củi hay bằng điện cô? Củi. Dạ. Củi là mối rồi. Dạ. Cô thế bao gồm những cái nguyên liệu gì ở đây? Mè đen, bột phấn dai. Dạ. Có xí bột ngộ nữa. Dạ. Đường vàng. Dạ. Hay quá. À. Ừ, là mè nhiều cho ngon. Mè nhiều. Mà mè nấu trước chứ hay là bộ lăn tất cả cô? Mè mình nấu riêng ra chứ. Dạ mà nấu riêng ra đã mới bỏ vào. Mình nấu sao? À, gần nấu bắt đầu mới đậu vô chứ. Vô chứ. Còn không là mình bỏ mè bắt đầu đồ vô mình sao luôn lần. Dạ. Mình chút mè cho thịt sạch thì bạn. Dạ. Để mè cái gì nữa rồi. À đãi đãi. Nếu có sọt. Ôi dạ. Công phu à cô? Như vậy là khâu đó là công phu nhất. Đúng không? Dạ. 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 Món này con nghe nói là có từ lâu rồi ở Hội An rồi cô hả? Nhưng mà người Tàu. Dạ thì con nghe nói là của người Tàu. Tại vì nó còn có tên gọi là Chí Mà Phù. Chí Mà Phù với là cái gì nữa cô hè? Mình là cái xí mà còn bây giờ đi dân mình dân Việt mình là cái chè mè đen. Chè mè đen còn chỉ mà thôi chứ không có chữ phù à? Chỉ mà đúng là cái này nó quá là chỉ mà phù. Chỉ mà phù. Dạ. Dạ. Chè chỉ mà chỉ ngọt chứ không. Dạ. Còn tên dân gian chắc là gọi là chè mè đen thôi cô ha. Dạ. Nhìn cái nồi đã chứ. Dạ. Cảm ơn cô.